rất là nhiều cô gì chú bác là khi mình đổ humic thì mình sợ rằng là nó đi nó kích thích bộ rễ rất là mạnh đúng không ạ? Khi kích thích một bộ rễ rất là mạnh thì mình sợ đi đọt đúng không cô gì chú bác? Bao nhiêu trong số các bác ở đây đều đang còn nghĩ như vậy thì comment số 1 dùng em Khánh nhá. Thì giai đoạn trái dưới 75 ngày thì cây trồng luôn luôn ưu tiên đọt. Cây trồng luôn luôn ưu tiên đọt. Đúng rồi gì chú bác? Nên khi các bác bón humic các bác bón humic thì bộ rễ nó ra rất là nhiều và nó tạo ra được dinh dưỡng rất là nhiều, thì cây trồng nó sẽ ưu tiên đẩy lên cái đầu đọt và phát triển cái đầu đọt. Thì cho dù là các bác không bón humic, các bác không bón humic hay là các bác không bón humic để kích cái bộ rễ thì cây trồng thiếu dinh dưỡng nó vẫn xả những các cái bộ phận không cần thiết, đó là trái non. Nên việc đầu tiên là các bác phải bổ sung để cho bộ rễ khỏe, để hấp thụ được dinh dưỡng nó tạo ra được dinh dưỡng, đúng không ạ? Đúng không ạ? Tạo ra được carbon hydrate, đúng không ạ? Tạo ra được dinh dưỡng thì sau đó nó mới đẩy cái vật chất lên đầu đọt, lên trái, đúng không ạ? Thì khi nó ưu tiên cái việc đầu tiên đó là việc đọt, thì thiếu dinh dưỡng thì đọt nó còn không được ưu tiên thì làm sao nó ưu tiên cho trái, nên gây ra cái hiện tượng rụng do thiếu dinh dưỡng, đó là một lý do, được không cô dì chú bác? Nên các bác giúp em Khánh tự tin bổ sung humic carbon dùm em Khánh humic xuống để kích bộ rễ cũng như là bỏ phân nở để cây trồng lấy được dinh dưỡng để cung ứng cho trái cũng như đọt được tốt hơn nha. Sau khi các cái hiện tượng mà đọt nó bắt đầu đi thì các bác mới quay sang cái giai đoạn đó là chặn đọt, ém đọt, đốt đọt, đúng không ạ? Đối với quy trình cũ của em Khánh đó là đốt đọt, chặn đọt. Dìu thì em Khánh không tư vấn vì nó quá khó cho cô dì chú bác mình. Nó quá khó cho cô dì chú bác mình, cứ 3 ngày phun một lần phải đảo thuốc liên tục nữa, nó rất là mệt, rất là mất thời gian, nên là anh không tư vấn. Có một thêm một cái quy trình mới nữa, đó là cái quy trình mà không lốt đọt, không chặn đọt bằng phương pháp xử lý qua gốc. Cái này thì em Khánh sẽ làm zoom, làm zoom sẽ mời các cô dì chú bác vào zoom để chia sẻ một buổi nào đó để cho cô dì chú bác hiểu sâu hơn và cũng như cách làm, đúng không ạ? Cũng như cách làm cũng như kỹ thuật để cô dì chú bác mình làm tốt hơn. Em Khánh nghĩ đây là một cuộc cách mạng về làm sầu riêng, sang năm cô dì chú bác làm sẽ rất là khỏe hơn rất là nhiều.